mai, đào, cúc tràn ngập chợ hoa Tết giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, chờ người mua. Hoa Tết đủ loại đã tràn ngập ở các chợ hoa tại thành phố Hồ Chí Minh, từ công viên ngày 23 tháng 9, quận 1, công viên Gia Định, quận Phú Nhuận, Quy, Gò Vấp, công viên Lê Văn Tám, quận 1, đến khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng, quận 7. Trong những ngày đầu mở bán, người dân chủ yếu đến xem hoa, hỏi giá các loại phù hợp để chưng Tết. Dù các gian hàng, quầy sạp chưa phủ kín nhưng chợ hoa công viên ngày 23 tháng 9 đã rực rỡ sắc màu của đủ các loại hoa trái dịp Tết. Trước tình hình kinh tế khó khăn của năm vừa qua, giá hoa, cây kiểng năm nay bằng hoặc thấp hơn giá năm trước chỉ có những gốc mai, gốc đào, bonsai lâu năm, những chậu cây lớn thì mới có giá cao lên đến hàng trăm triệu. Chậu lan hồ điệp giá gần 2 tỷ, kích thước khủng thu hút khách tìm đến nhiều người đi dạo xem hoa. Chưa quyết định mua theo tiểu thương tại chợ hoa Tết công viên ngày 23 tháng 9, năm nay giá hoa không chênh với năm rồi là mấy. Khảo sát cho thấy mỗi cặp cúc mâm xôi có giá 250.000, 300.000 đồng, hoa vạn thọ cỡ lớn 200.000 đồng một cặp, cúc vàng khoảng 200.000 đồng một cặp, hoa màu gà từ 120.000, 160.000 đồng cặp. Nhiều người không thích mua hoa sớm sợ giá đắt nhưng với tôi thì không. Mỗi năm mới có một dịp Tết nên cứ đi sớm chọn hoa đẹp. Giúp được người bán thì cũng mừng thôi, tại giá không chênh nhau là mấy, ông Nguyễn Đức Hanh, ngụ quận Phú Nhuận, chia sẻ. Chủ một nhà vườn ở chợ Lách, Bến Tre xác nhận năm nay giá hoa rất mềm. Người này cho biết, kinh tế đang khó khăn, thu nhập của người dân giảm, giờ nếu bán giá cao thì người dân không mua, nhà vườn cũng khổ nhọc nhằn đường đua kiếm tiền lo Tết. Bà nội trợ lặt lá mai thuê dưới nắng cháy người những cây tắc kiển với tạo hình rồng được chào bán với giá từ 2-10 triệu đồng một chậu tùy kích cỡ. Một nhà vườn trồng hoa đào ở Thái Bình đã có mặt tại chợ hoa công viên ngày 23 tháng 9. Giá dao động từ khoảng 2,5-3,5 triệu đồng một chậu tùy kích cỡ. Anh Nguyễn Thanh Thiên, quê Bến Tre, cho biết hoa cúc là loại bán chạy và dễ bán nhất trong các dịp Tết vì màu sắc tươi tắn, giá cả lại không quá cao, du khách nước ngoài thích thú tham quan tại chợ hoa công viên ngày 23 tháng 9. Hoa nhà tôi mới lên hôm qua thôi nên chưa biết có bán được không chứ hôm qua giờ thấy ế lắm, chỉ có vài khách đặt mua sỉ. Chỉ hy vọng bán hết hàng sớm chứ năm nay thấy ai cũng khó khăn cả. Cô Nguyễn Thị Kiểu, quê Bến Tre, tâm sự hoa đã đầy ắp tại công viên ngày 23 tháng 9 nhưng người mua vẫn chưa đông, người thuê mặt bằng bán hoa tại chợ hoa công viên ngày 23 tháng 9 đa phần là những người đã thuê những năm trước. Họ dựng lều, mắc võng để trực đêm tại đây, năm rồi nhà tôi huề vốn, hy vọng năm nay buôn bán có chút khởi sắc để năm tới còn có động lực làm tiếp. Ông Trần Văn Thông chia sẻ, tiểu thương co ro trên vỉa hè Hà Nội, thức xuyên đêm canh đào, quất Tết theo nhiều người bán. Giá hoa Tết năm nay có phần mềm hơn so với năm ngoái, chỉ có các loại kiển độc lạ, tạo hình bắt mắt với kích cỡ lớn mới có giá cao. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.